Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vui Vào Bếp. Hôm nay mình sẽ làm món bò cuốn lá lốt bằng nồi chiên không dầu. Đơn giản mà rất là ngon, nhìn hấp dẫn chưa nè. Dai dai, thơm thơm, rất là đủ vị, ăn là ghiền luôn. Trước tiên là thịt bò mình sẽ băm nhuyễn ra nè. Mình chọn phần thịt có tí mỡ cho nó mềm. Mình sẽ dùng khoảng 300g thịt bò với 200g thịt heo. Thịt heo mình cũng băm nhỏ luôn. Mình chọn phần thịt có một ít mỡ để thịt nó không bị khô quá nha các bạn. Thịt heo và thịt bò mình băm nhuyễn. Tiếp theo là chuẩn bị gia vị ướp, một ít hành, tỏi băm, xả băm và ớt. Cho vào đây một muỗng canh hành băm nè, một muỗng canh tỏi, xả băm. Tiếp theo là một muỗng canh nước mắm, một muỗng canh dầu hào, ngũ vị hương mình dùng 1/2 muỗng cà phê nè, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê đường và cuối cùng là ớt. Mình dùng 1 muỗng cà phê. Nếu các bạn thích ăn cay hơn thì mình cho nhiều hơn. Rồi trộn thịt cho thật là đều gia vị. Trộn thật là đều nha. Rồi mình bọc màng bọc lại nè và ướp khoảng 20 phút cho thịt ngấm gia vị. Tiếp theo là cắt một ít hành lá để làm mỡ hành. Bò lá lốt này mình nướng lửa than thì mất công, phải nhóm lửa rồi còn phải canh nướng khói nữa. Còn nướng bằng nồi chiên này là rất là tiện lợi luôn. Cho dầu nóng vào với thêm một ít đậu phộng rang nữa. Rồi thịt đã ướp xong rồi đây, bây giờ là cuốn và nướng thôi. Thịt mình sẽ vo viên lại và cho vào lá cuốn lại. Dùng cái que mình xiên lại để cho lá nó khỏi bị bung ra, nướng nó cũng dễ hơn. Mình dùng thịt có mỡ nên sẽ không bị khô, cứng mà dai, mềm vừa ăn. Lá lốt có cái mùi thơm rất là đặc trưng, chỉ cần ngửi mùi thôi là đã thèm rồi. Món này là dễ ăn lắm luôn. Nửa cái thịt mình làm được rất là nhiều luôn. Mình làm được khoảng 30 cuốn như thế này, khá là nhiều. Rồi bây giờ là nướng thôi, vô cùng đơn giản. Lót một tấm giấy bạc xuống dưới để mình hứng cái mỡ chảy ra nè. Rồi trước khi nướng thì mình sẽ quét một lớp dầu ăn và cho vào là nướng, nướng thôi. Mình sẽ nướng 200 độ trong vòng 8 phút. Sau đó là trở mặt và nướng thêm khoảng chừng 5 phút nữa. Món này rất là ngon luôn phải không các bạn? Chỉ cần nghe mùi thôi là đã thèm rồi. Nướng bằng lửa than thì khá là bất tiện, còn nướng bằng nồi chiên không dầu thì tiện lợi lắm luôn. Nhà bạn nào có là mình thử ngay nha. Cái lòng nồi chiên này nó hơi nhỏ, mình sẽ nướng thành 2 lần. Đã như vậy là mình chỉ cần nướng 15 phút thôi là đã có một dĩa bò cuốn lá lốt rất là hấp dẫn rồi. Chờ mở hành lên. Như vậy là mình đã thưởng thức được rồi nè. Ăn với cơm cũng được, ăn chơi cũng được. Hoặc là có thể cuốn bánh tráng. Cuốn bánh tráng với rau cũng rất là ngon. Nhìn hấp dẫn chưa? Mà vô cùng đơn giản. Ngày mai mình vào bếp trổ tài ngay nha các bạn. Nhà bạn nào có các bé ăn cùng thì mình đừng bỏ ớt nha. Hoặc là mình chia thành hai phần, một phần bỏ ớt và một phần không. Có một ít ớt cay cay thì ăn sẽ ngon hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.